Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay có đề tài Những nét đẹp của sự dâng hiến, cho chúng ta thấy sự dâng hiến cần xuất phát từ tấm lòng biết ơn Chúa của mỗi người, để từ đó chúng ta nhận thấy được trách nhiệm, bổn phận của mình trong sự góp phần xây dựng nhà Chúa, cũng như khích lệ các anh chị em khác. Bài học nương trên phân đoạn Kinh Thánh, Cô-rinh-tô nhất chương 16, câu 1 đến câu 4. Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu, thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Câu gốc của bài học là: cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình, chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Cô-rinh-tô nhất chương 16 câu 2. Câu hỏi suy ngẫm: việc lành sứ đồ Phao-lô đề cập đến trong phần Kinh Thánh này là gì? Những người nhận sự trợ giúp này là ai? Nguyên tắc sứ đồ Phao-lô hướng dẫn trong việc quyên góp tiền bạc như thế nào? Chúng ta nhận thấy những nét đẹp nào trong hành động dâng hiến này? Kính thưa quý vị, sau lời kêu gọi hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, theo Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58, sứ đồ Phao-lô liền nêu lên việc cụ thể mà hội thánh Cô-rinh-tô cần thực hiện, đó là quyên góp tiền bạc để gửi giúp cho các tín hữu ở hội thánh Jerusalem. Trong câu 1, dù không nêu rõ hoàn cảnh của hội thánh Jerusalem, nhưng chúng ta biết tại đó có những tín hữu mà sứ đồ Phao-lô gọi là thánh đồ. Trong câu 1, hay nói cách khác là những anh em cùng đức tin với các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô, họ đang nghèo khó, cần sự giúp đỡ của các hội thánh khác. Công việc quyên góp phải được thực hiện theo những nguyên tắc. Thứ nhất, tùy theo khả năng. Thứ hai, quyên góp vào một ngày cố định là ngày đầu tuần lễ, tức Chúa Nhật. Thứ ba, để riêng ra phần đã chuẩn bị để quyên góp. Có một số nét đẹp trong lời dạy cứu giúp của sứ đồ Phao-lô. Trước hết, hội thánh Jerusalem được coi như hội thánh mẹ. Hội thánh Cô-rinh-tô thành lập sau nhưng vẫn được kêu gọi giữ phần vào công tác cứu giúp. Việc này đánh tan tư tưởng cho rằng những nơi thành lập sau chỉ mong chờ sự chăm sóc và giúp đỡ những nơi có trước, đặc biệt là của hội thánh mẹ. Thứ hai, sự san sẻ từ những tín hữu ngoại bang dành cho những tín hữu người Do Thái cho thấy trong Đức Chúa Giê-xu Christ, thập tự giá đã phá đổ tất cả những bức tường ngăn cách giữa mọi người, cho dù đó là chủng tộc, giai cấp hay trình độ tri thức. Theo Ê-phê-sô chương 2, câu 13, câu 14. Thứ ba, việc quyên góp tùy khả năng và tùy tấm lòng, chứ không quy định bao nhiêu. Thứ tư, hoàn toàn có sự chuẩn bị trước. Và thứ năm, việc nhận và gửi tiền dâng rất minh bạch trong câu 3, câu 4. Nhiều khi chúng ta đánh mất nét đẹp của sự dâng hiến vì chỉ trông chờ sự cứu giúp, chỉ mong nhận lãnh mà không nghĩ đến việc hiến dâng, hoặc chỉ dâng hiến cho hội thánh nhà mà không hướng lòng đến nhu cầu của những nơi khác đang vô cùng thiếu thốn. Hoặc dâng hiến như thời luật pháp, dâng đủ phần 10 là coi như xong, chưa hề nghĩ đến dâng vượt phần 10. Hoặc dâng tùy hứng chứ không chuẩn bị trước, hoặc thiếu rõ ràng minh bạch về tài chính. Xin Chúa cho chúng ta áp dụng những nét đẹp trong dâng hiến theo lời sứ đồ Phao-lô dạy vào sự dâng hiến của chúng ta, để Chúa đẹp lòng và đem lại sự khích lệ lẫn nhau. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện.
kính lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Chúa khi thấy được tình yêu giữa các anh em cùng đức tin được bày tỏ qua những món quà san sẻ, cứu giúp trong cuộc sống. Xin Chúa giúp con luôn thể hiện những nét đẹp trong sự dâng hiến theo gương sứ đồ Phao-lô dạy. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thể hiện những nét đẹp trong sự dâng hiến chưa? Biết ơn Chúa cứu chuộc con, thành tâm dâng cả lòng son cho Ngài, thương yêu chia sẻ mỗi ngày, anh em hiệp một tỏ bày ơn Cha. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.